Chào mừng mọi người trở lại với Happy Channel. Video này shop sẽ giới thiệu với mọi người một dòng mũ bảo hiểm mới, đó là chiếc mũ phun face Classic Royal M140 như thế này ở đây. Thì video này gồm hai phần, thứ nhất là giới thiệu những đặc tính về thông số kỹ thuật của chiếc mũ này, và thứ hai là nói về cái phạm vi bảo vệ và cũng như là so sánh nó trong tương quan với chiếc mũ phun face hiện đại hoặc là những chiếc mũ bằng tư trong phần giá. Thì mình giới thiệu một chút xíu. Đây là chiếc mũ phun face Royal M140 phiên bản thứ hai của nó. Ví dụ cải tiến giống như là cái phần mỏm ở đây nè, có thể được thêm khoét thêm cái những cái rãnh ở đây nè, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và cái dây viền họ làm ở đây dây viền cao su mạc rơm, nó không có quá nổi nhưng mà nó đem tới phần cổ điển, cảm giác rất là đơn giản và sang trọng. Thì chiếc mũ này có khối lượng là 1100g cộng trừ 50g. Mũ thì sử dụng cái khóa là khóa Microlock, là cái khóa như thế này nè, khóa răng cưa như thế này nè, tháo mở thì dễ dàng tiện lợi. Cái mũ này á thì nó sử dụng cái phần lót rất là mềm, rất là êm, có hai size là size L và size L. Sự khác nhau của cái size á là tới từ cái phần dày mỏng của cái lót trong này. Những cái bạn mà vòng đầu từ 56, 57 trở lên á thì đội sẽ rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Nhưng bạn vòng đầu thấp hơn á, tới shop mình sẽ điểm thêm cái phần lót giảm size cho các bạn đội nó vừa hơn. Cái phần ốp tai, phần lót là tháo bên hai bên ốp tai, còn phần nóc thì không tháo được ha. Ngoài trước đây thì có ba cái nút để mình gắn thêm kính như thế này, hơi gắn thêm những kính như thế này. Kính này thì có thể bật lên bật xuống được, dùng để các bạn đi trong trời mưa hoặc là chống bụi thì cũng khá là tốt. Đấy, cái phần mà thứ hai mình nói tới là phạm vi bảo vệ chiếc mũ này á, thì mình nghĩ chiếc mũ này thì khả năng bảo vệ nó sẽ tốt hơn so với chiếc mũ bằng đồng tư cổ điển thôi, còn so với những cái dòng mũ phun face hiện đại thì bảo vệ không bằng. Và nó ưu tiên để đi trong nội ô tốc độ không quá cao các bạn, từ 60 km/h trở xuống. Bởi vì khi mình đội vào mình thấy á, nó không có cái phần điểm IPS bên này nè, tại cái mức giá nó cũng khá là thấp, chỉ có khoảng trên dưới là 780.000 thôi đó. Do đó nếu mà mình đội như thế này thì có va đập á thì cái phần hàm nó sẽ tới trực tiếp đây luôn nè, chứ nó không có bảo vệ phần hàm tốt giống như chiếc mũ hiện đại, nhưng mà nó sẽ tốt hơn những chiếc mũ bằng tư cổ điển. Cái phần mút này thì lót này đội cũng khá là êm các bạn, cái đầu mình chỉ có khoảng 55 cm thôi, thì đội này nó hơi rộng một chút xíu. Size này là size L đấy, các bạn có thể nhìn hết cái phần này cho bạn coi. Mũ thì có thể tháo hai bên ốc tai này ra, còn phần lót chính giữa, phần mút chính giữa này phải tháo luôn phần mút mới được. Chiếc mũ rất là đẹp. Dòng cổ điển này thì thường mọi người chơi nó là chơi kiển nhà chính các bạn, tại vì dòng tầm trung như thế này thì khả năng bảo vệ của nó không có tốt như mũ phun face. Nhưng mà những người chơi này là người ta chọn nó dựa vào xét tim chứ không phải là so sánh thông số không, và nó dùng để chơi kiển nhà chính. Tại những người đi xe cổ điển như Vespa đồ nè thì người ta không đi tốc độ quá cao, do đó chiếc mũ này thì nó đẹp, nó đơn giản, cảm giác nó rất là hoài cổ tinh tế đó. Thì chọn nó dựa vào sự đơn giản như thế thôi, thì mình không thể nào mà đem nó so sánh đi tại cái phân khúc nó khác nhau. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.